Trong bài phát biểu tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại Dubai, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva đã kêu gọi các chính phủ loại bỏ trợ cấp thiên nhiên nhiên liệu hóa thạch để đẩy nhanh các mục tiêu khử carbon. Theo Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, trợ cấp nhiên liệu hóa thạch trực tiếp và gián tiếp trên thế giới đã tăng lên mức kỷ lục 7.100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 khi các chính phủ hỗ trợ người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong giai đoạn giá năng lượng tăng đột biến trên thị trường toàn cầu. Theo đó, các chính phủ nên chuyển hướng các quỹ này sang các nỗ lực khử carbon cũng như thúc đẩy nghiên cứu và phát triển liên quan đến khí hậu. Với một gói biện pháp bao gồm định giá carbon, loại bỏ các khoản trợ cấp có hại và hỗ trợ chính sách nhằm tăng tốc quá trình khử carbon một cách có ý nghĩa, theo đại diện IMF, thế giới vẫn có thể biến thập kỷ này thành một thập kỷ có thể tự hào về hành động của mình. Các quốc gia đã đạt được một số tiến bộ với phạm vi áp dụng giá carbon hiện đạt gần 25%, tăng từ mức 10% một thập kỷ trước. Giá carbon ở trung bình cũng đang tăng ở những khu vực carbon được định giá, đạt 20 đô la Mỹ trên mỗi tấn nhật bản vừa khánh thành một lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm lớn nhất thế giới tại thành phố naka tỉnh abaraki phản ứng nhiệt hạch là công nghệ còn sơ khai nhưng được một số người coi là câu trả lời cho nhu cầu năng lượng trong tương lai của nhân loại Lò phản ứng nhiệt hạch JT60SA là công trình hợp tác giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU là tiền thân của lò phản ứng khí nghiệm nhiệt hạch quốc tế đang được xây dựng ở Pháp. Mục tiêu của các thử nghiệm tại lò phản ứng JT60SA là nghiên cứu tính khả thi của phản ứng nhiệt hạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng diễn ra trong mặt trời, từ đó giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng và nhiệt. Tại lễ khai trương lò phản ứng này, cao ủy về năng lượng của EU bà Katri Simpson nhấn mạnh, JT60SA là lò phản ứng nhiệt hạch tiên tiến nhất trên thế giới và lò phản ứng này đi vào hoạt động là một cột mốc quan trọng trong lịch sử nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch khác với phản ứng phân hạch của các nhà máy điện hạt nhân, không phát thải carbon và gần như không tạo ra phóng xạ, do đó nếu sử dụng để sản xuất điện năng sẽ an toàn và thân thiện hơn với môi trường. Các nhà khoa học tại Mỹ mới đây đã tạo ra những robot sinh học cực nhỏ được gọi là athrobot từ tế bào khí quản của con người và công nghệ được kỳ vọng là sẽ giúp tạo ra các đột phá mới trong y học và kỹ thuật sinh học. Nhìn dưới kính hiển vi, những sinh vật đang di chuyển kia rất giống với các tế bào con người thông thường. Tuy nhiên, đây chính là các robot sinh học siêu nhỏ có tên android mới được các nhà khoa học Mỹ chế tạo androbot là robot sinh học sống đầu tiên được tạo thành từ các tế bào của con người được phát triển từ tế bào khí quản của con người robot có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của tế bào thần kinh trong vùng bị tổn thương cùng nhiều ứng dụng khác theo các nhà khoa học robot sinh học có ưu điểm là giảm thiểu nguy cơ phản ứng miễn dịch vì robot có thể được tạo ra từ tế bào của chính bệnh nhân trong tháng 9, Liên minh châu Âu đã tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Nga tăng 10 lần so với cùng kỳ năm trước lên mức là 180.000 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022 và giúp Nga chiếm vị trí thứ tư trong số những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất sang EU. Theo dữ liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, Nga đã trở lại top 5 nhà cung cấp ngũ cốc lớn nhất sau một năm rưỡi, khi EU tăng nhập khẩu ngũ cốc của Nga lên 22% trong tháng 9 so với tháng trước đó. Cũng theo số liệu thống kê của Eurostat cho thấy, EU đã tăng cường nhập khẩu phân bón của Nga trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, thị phần nhập khẩu phân bón của Nga ở EU đã tăng trở lại 27%, tương đương với quý 3 năm 2021. Cả ngũ cốc và phân bón của nga đều không bị phương tây trừng phạt trực tiếp nhưng hoạt động xuất khẩu của chúng bị cản trở do các hạn chế về tài chính vận chuyển và bảo hiểm áp đặt lên moscow